14 课. Bây giờ là bài 14, tương với phần 3 bài 2 quyển 3. Đầu tiên là từ khí hậu. 气 hậu. 气 气 hậu. 后 气 hậu. 气 hậu. Khí hậu của Việt Nam. Việt Nam的 气候. Việt Nam的 气候. Khí hậu của Trung Quốc. Trung Quốc的 气候. Trung Quốc的 气候. Khí hậu của Trung Quốc thế nào? Trung Quốc de qi hou zemeyang? Trung Quốc de qi hou zemeyang? Bạn thích khí hậu của Trung Quốc không? Ni xi huan Trung Quốc de qi hou ma? Ni xi huan Trung Quốc de qi hou ma? Giống nhau hay không giống nhau? Ý yàng bù ý yàng. Ý yàng bù ý yàng. Giống Bắc Kinh hay không? Nguyên văn là cùng Bắc Kinh giống nhau không giống nhau? Gần Bắc Kinh ý yàng bù ý yàng. Gần Bắc Kinh ý yàng bù ý yàng. Khí hậu giống Bắc Kinh hay không? Khí hậu gần Bắc Kinh ý yàng bù ý yàng. Khí hậu gần Bắc Kinh ý yàng bù ý yàng. Bây giờ hãy nhắc lại từ mùa hè, mùa hạ. Xà thiên. Mùa hè của Hà Nội. Hà Nội de xà thiên. Hà Nội de xà thiên. Mùa hè của Hà Nội cực kỳ nóng. Hà Nội de xà thiên phi chàng rỡ. Hà Nội de xà thiên phi chàng rỡ. Mùa hè ở Bắc Kinh rất nóng. Bắc Kinh de xà thiên hẳn rỡ. Bắc Kinh de xà thiên hẳn rỡ. Nóng như vậy, nóng như thế này. Nguyên văn là như vậy, nóng. Rỡ mà rỡ. Rỡ mà rỡ. Không nóng như thế này. Mấy yếu trơ mờ rửa. Mấy yếu trơ mờ rửa. Mùa hè không nóng như thế này. Xà thiên mấy yếu trơ mờ rửa. Xà thiên mấy yếu trơ mờ rửa. Chỗ bọn mình nguyên văn là chúng tôi chỗ đó. 我们那儿, 我们那儿. Cho bọn mình mùa hè không nóng như thế này. Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu. Khí hậu giống Bắc Kinh hay không? Khí hậu gần Bắc Kinh ý yàng bù ý yàng.
气候跟北京一样不一样。không giống, bù ý yàng, bù ý yàng. Mùa hè ở Bắc Kinh rất nóng, hay mùa hè của Bắc Kinh rất nóng. Bắc Kinh là xà thiên hẳn rửa. Bắc Kinh là xà thiên hẳn rửa. Chỗ bọn mình mùa hè không nóng như thế này. Mùa mẫn nào là xà thiên mấy yếu trơ mở rửa. Mùa mẫn nào là xà thiên mấy yếu trơ mở rửa. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Dài, ngắn. Trắng, toản. Đến chỗ đèn xe đèn đỏ rẽ trái. Tàu khúng lùi tâng nào vàng rúa quải. Trình độ tiếng Trung. Hải ý sủy bình. Thua, thắng. Su, yến. Cá và thịt bò. Yú hớ níu râu. Tiêu hóa không tốt. Xiao hòa bù hào. Mấy căn nhà, mấy căn hộ. Chỉ thảo phán dự. Hơn 30 mét vuông. San sử tua bình phang mỉ. Một tháng 3.000 tệ. Ý cơ yue san chiên khoải. Câu chuyện nhỏ đều rất thú vị. Xiao cụ sử đâu hẳn yếu ý sử. Đọc không thuộc lắm. Tú đờ bú thải sú. Không sạch sẽ lắm. Bú thải can chỉnh. Trước giờ không ngủ chưa? Chúng lái bú sủy ủ chèo. Nửa tiếng. Bàn cả xào sứ. Vốn dĩ dự định. Nguyên lai đã soạn. Hiệu quả tốt lắm đấy. Hiệu quả thính hào đợ. So với quá khứ trở nên càng xinh đẹp hơn rồi. Bế quả trí biển ở cưng phèo lẻng lợ. Có nhiều bằng của Bắc Kinh không? Yếu Bảy Trinh đờ tua mà. Trong nhà nghỉ và khách sạn. Lý quản khứ phản điển lý. Bàn về âm nhạc. Thái y nhuệ. Riêng CD thì đã có. Quang CD chiều hiểu. Có khả năng không thích như những người trẻ tuổi các em. Có năng mình yêu nì mân nén chinh rấn nà mà chỉ khoan. Ở nơi xa xôi ấy. Xài nài giáo yuẩn ở tỷ phẳng. Quốc gia, đất nước. Quốc gia. Có sự chênh lệch thời gian 7 tiếng so với Bắc Kinh. Cân Bắc Kinh có 7 giờ sử đờ sử cha. Không giống với Bắc Kinh. Cân Bắc Kinh bù ý ảng.
Mới hơn 1 giờ đêm. 才夜里一点多. 4 mùa xuân hạ thu đông. 春夏秋冬4个季节. Khí hậu có giống nhau hay không? 气候一样不一样. Mùa hè rất nóng. 夏天很热.